Thân ái chào tất cả các em học sinh khối 6. Thầy đại diện cho giáo viên toán dạy khối 6 hướng dẫn ôn tập học kỳ 2 cùng các em. Thầy hướng dẫn các em ôn tập về phần tự luận. Bài 1 thực hiện phép tính. Bài 2 tìm x. Bài 3 hình học. Bài 4, bài 5, bài 6 là các bài toán thực tế. Bài 1 thực hiện phép tính. Câu A gồm hai phép tính cộng và trừ phân số. Các em quy đồng cả ba phân số rồi cộng trừ từ theo thứ tự và giữ nguyên mẫu số. Các em xem đáp án. Ở câu B gồm cả phép tính nhân và phép tính cộng trừ. Ta có thể làm theo thứ tự nhân chia trước rồi cộng trừ sau. Như ở đây ta thấy có trừ 6 phần 13 giống nhau ở cả hai biểu thức nhân. Ta có thể áp dụng tính chất phân phối của phép nhân và phép cộng để làm tính nhanh. Các em theo dõi lời giải. Câu C, phép tính có số phần trăm, số thập phân, hỗn số, lũy thừa. Ta tính lũy thừa và đổi số phần trăm, số thập phân, hỗn số ra phân số. Sau đó ta làm gì? Giống như cộng trừ nhân chia phân số bình thường. Kèm theo dõi đáp án. Bài 2 tìm x. Với bài toán một phép tính cộng trừ, các em phải quy đồng rồi tính. Ở câu A, x trừ đi 3 phần 5 bằng 1 phần 15. Ta thực hiện quy tắc chuyển vế đổi dấu. Trừ 3 phần 5 chuyển vế sang vế phải thành cộng 3 phần 5. X bằng 1 phần 15 cộng 3 phần 15. Các em quy đồng rồi tính. Các em theo dõi đáp án. Câu B, 4 phần 5 x cộng 1 phần 3 bằng 2 phần 5. Ta thực hiện quy tắc chuyển vế đổi dấu. Zoom 1 phần 3 chuyển sang vế bên phải sẽ trở thành trừ 1 phần 3. 4 phần 5 x bằng 2 phần 5 trừ đi 1 phần 3. Tính là 4 phần 5 x bằng 1 phần 15. Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia thừa số đã biết. X bằng 1 phần 15 chia cho 4 phần 5. Phép chia biến đổi thành phép nhân. Và ta tính ra x bằng 1 phần 12. Kèm theo dõi đáp án. Ở câu C, ta thấy có phần trăm và số thập phân. Thì ta đổi hết phần trăm và số thập phân ra phân số để tính. Đó ta làm tương tự như câu A và câu B. Kèm theo dõi đáp án. Bài 3, trên tiêu x lấy hai điểm A và B sao cho OA bằng 4 cm, OB bằng 8 cm. Trong ba điểm OAB, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Tính độ dài đoạn thẳng AB. Câu B, điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao? Câu C, gọi Y là trung điểm của đoạn thẳng AB, tính độ dài đoạn thẳng OI. Bước 1, các em vẽ hình. Ta vẽ tiêu OX, xoay một đầu là điểm O, một đầu còn lại là X. OA bằng 4 cm, từ O ta đếm là 4 cm là điểm A. OB bằng 8 cm, từ O ta đếm là 8 cm, đó là điểm B. Ở câu A, hiển nhiên ta nhìn thấy ngay trong ba điểm OAB, điểm A nằm giữa hai điểm O và B. Tính đoạn thẳng AB, ta thấy ngay được rằng đoạn thẳng OA cộng đoạn thẳng AB bằng đoạn thẳng OB.
Ta thay số và ta tự tính. AB ta bằng 4 cm. Ngoài ra cách trình bày như thế hình trên, ta có thể trình bày như sau: AB ta bằng OB trừ đi OA, AB ta bằng 8 trừ 4, AB ta bằng 4 cm. Câu B, điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao? Để chỉ ra một điểm có là trung điểm của đoạn thẳng hay không, ta phải thỏa mãn hai điều kiện. Thứ nhất, điểm đó có nằm giữa hai đầu đoạn thẳng hay không. Điểm ý thứ hai, đó là điểm đó có chia đoạn thẳng ra thành hai đoạn thẳng nhỏ bằng nhau hay không. Vậy ta có lời giải của câu B như sau. Vì điểm A nằm giữa O và B. Cái thứ hai, vì OA bằng AB bằng 4 cm nên điểm A là trung điểm của đoạn thẳng OB. Câu C, gọi Y là trung điểm của đoạn thẳng AB, tính độ dài đoạn thẳng OI. Đầu tiên ta xác định điểm Y. Y là trung điểm đoạn thẳng AB, chia đôi đoạn thẳng AB. Vậy thì AI sẽ bằng 4 chia 2 bằng 2 cm. Bài làm sẽ chia thành hai bước. Bước 1, ta tính AI, IB. Bước 2, ta tính OI. Các em xem lời giải. Vì Y là trung điểm của đoạn thẳng AB nên AB bằng BI bằng AB chia 2. AB bằng BI bằng 2 cm. Tiếp theo là tính OI. Vì A nằm giữa O và I nên OI ta sẽ bằng OA cộng AI. Thay số và ta tính. OI ta bằng 6 cm. Cách 2. Vì Y nằm giữa O và B nên ta có OI bằng OB trừ BI. Thay số và ta tính OI bằng 6 cm. Em theo dõi lời giải. Bài 4. Lớp 6A có 42 học sinh, được xếp thành 3 loại: giỏi, khá, trung bình. Số học sinh giỏi chiếm 3/7 số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng 5/8 số học sinh còn lại. Tính số học sinh trung bình. Vậy bước 1, mình tính số học sinh giỏi của lớp là bao nhiêu? Sau đó tính số học sinh khá của lớp là bao nhiêu? Rồi ta mới tính được số học sinh trung bình của lớp. Xem theo dõi lời giải. Số học sinh giỏi của lớp 6A là 3/7 số học sinh cả lớp. Có nghĩa số học sinh giỏi sẽ bằng 3/7 của 42 học sinh. Ta sẽ lấy số học sinh giỏi là 42 nhân 3/7 bằng 18 học sinh. Số học sinh khá bằng 5/8 số học sinh còn lại. Vậy ta tìm số học sinh còn lại. Lấy số học sinh cả lớp 42 trừ đi 18 bằng 24 học sinh. Tương tự như số học sinh giỏi, ta sẽ tính là gì? Số học sinh khá của lớp 6A sẽ bằng 24 nhân cho 5/8 bằng 15 học sinh. Vậy số học sinh trung bình của lớp 6A là ta lấy 42 trừ đi 18 cộng 15 bằng 9 học sinh. Vậy lớp 6A có tất cả 9 học sinh trung bình. Bài 5. Một đoàn xiếc có 6 con gấu, chiếm 2/7 tổng số con thú trong đoàn. Hỏi đoàn xiếc có tất cả bao nhiêu con thú các loại? Vậy đây, 2/7 tổng số con thú trong đoàn.
đó là 6 con. Vậy số con thú trong đoàn xiếc có tất cả là, ta lấy 6 chia cho 2/7 và bằng 21 con thú. Kết luận, vậy đoàn xiếc có tất cả 21 con thú các loại. Bài 6, mẹ bạn Mai vào siêu thị mua 4 kg cam và 3 kg táo. Nhân dịp 8 tháng 3, siêu thị có chương trình khuyến mãi giảm giá 20% cho sản phẩm cam và 15% cho sản phẩm táo. Biết giá tiền ban đầu của 1 kg cam là 50.000 đồng và giá tiền ban đầu của 1 kg táo là 120.000 đồng. Hỏi số tiền mẹ bạn Mai cần phải trả là bao nhiêu tiền? Vì siêu thị có chương trình khuyến mại giảm giá 20% cho sản phẩm cam, nên số tiền mẹ bạn Mai mua cam khi được giảm giá là 4 x 50.000 đồng nhân cho 100% trừ đi 20%, kết quả bằng 160.000 đồng. Tương tự như vậy, ta tính số tiền mẹ bạn Mai mua táo khi được giảm giá là 3 x 120.000 đồng nhân cho 100% trừ đi 15% bằng 306.000 đồng. Vậy số tiền mẹ bạn Mai cần phải trả khi được giảm giá là, ta lấy số tiền mua cam cộng với số tiền mua táo cho ra được 466.000 đồng. Thay mặt toàn thể giáo viên trường Trung học Cơ sở Chu Văn An, chúc tất cả các em học sinh đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi học kỳ 2 sắp tới. Thân ái chào các em.